Thưa quý vị, công nghệ thông tin là nhóm ngành đang có xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực rất cao và luôn nằm trong top đầu những ngành có lương và thu nhập cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm tới. Đó là nhận định của các chuyên gia đưa ra tại lễ tốt nghiệp dành cho các tân khoa khóa năm 2019-2022 của hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế APTEC vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay mức lương trung bình cho một sinh viên công nghệ thông tin mới tốt nghiệp là từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển hiện nay, các ngành đều có sự thay đổi và sự chênh lệch của mức thu nhập ở nhóm ngành này là khá xa nên sẽ phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Do đó, ngoài trang bị những kiến thức cơ bản, các cơ sở đào tạo cần cập nhật thêm các kiến thức mới, đào tạo các ngành nghề làm chủ công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, Blockchain. Còn sinh viên cần trang bị thêm kỹ năng làm việc nhóm và tiếng Anh. Trong khuôn khổ sự kiện, các tân khoa hoàn thành chương trình học đã được cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp